trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo. Và trước khi bắt đầu cái show diễn này, cho phép em được hỏi mọi người một câu. Hiện tại những show diễn của em là một show diễn mà sẽ sử dụng những cụ máy hoạt động với chất điện áp rất là cao. Chính vì vậy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số vấn đề. Thì mọi người đang hỏi là hiện tại các ai đang sử dụng những thiết bị hỗ trợ sức khỏe ở trong người của mình không ạ? Ví dụ như là máy trợ thính, máy trợ tim. Dạ, những cụ máy đó thì sẽ ảnh hưởng nếu như thiết bị của em hoạt động. Cho nên mọi người vui lòng những ngồi những hàng ghế xa hơn để mà chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính những cụ máy đó. Dạ. Và ở đây thì có một lưu ý nữa là trong quá trình mọi người chúng ta xem show diễn này thì mọi người chúng ta cứ ngồi tại vị trí ghế của mình và chúng ta sẽ không tự ý di chuyển lên sân khấu hè. Tại vì khi nào em mời mọi người lên đây mọi người mới lên, còn khi chúng ta chưa được mời lên thì mọi người chúng ta cứ ngồi tại vị trí ghế của mình. Và thật sự là cái lời nhắc đó chủ yếu để nhắc dành cho các bạn học sinh khi mà các bạn đến xem show diễn này, tại vì em rất lo lắng cái việc là các bạn tự ý chạy trực tiếp lên sân khấu hè. Vâng, và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng xem là những cỗ máy trên đây hoạt động và đem đến những gì cho tất cả chúng ta. Xin giới thiệu với mọi người là trên sân khấu của em, những cỗ máy hoạt động bằng điện. Và điện là một thứ gì đó mà rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay thì đâu đâu mọi người cũng có thể tìm thấy một điện, và chính chúng ta cũng đang sử dụng trực tiếp điện hàng ngày. Vậy thì điện nó sẽ xuất hiện như thế nào? Thì ở đây rất nhiều các anh chị hay là rất nhiều các bạn học sinh cho rằng là điện do con người tạo ra. Tuy nhiên thì điện nó là một cái đã tồn tại sẵn trong tự nhiên và con người chúng ta chỉ phát hiện ra thôi, chứ chúng ta không thể nào tạo ra cái điện như là lúc ban đầu được. Và chính vậy là cách đây vài nghìn năm, con người chúng ta dù là chưa biết một khái niệm nào về điện, chưa biết điện là gì, nhưng mà con người chúng ta cũng đã vô tình tạo ra được điện bằng cách là họ cho hai vật ma sát với nhau. Và một cách mọi người có thể tạo ra điện tại nhà của mình đó là chúng ta đang hai vật ma sát với nhau, thì khi hai vật ma sát với nhau đó là khả năng bị nhiễm điện. Và khi nhiễm điện rồi thì mọi người cùng xem đó là ở trên đây tụi em cũng có một cái cỗ máy như thế này ạ. Vâng, xin giới thiệu với các anh chị thì đây là một cỗ máy có hình quả cầu kim loại. Và cỗ máy này có một tên gọi là đặc biệt đến từ phát minh của một nhà khoa học người Mỹ, ông tên là Van der Graaf. Và chính vậy những cỗ máy này được đặt theo tên của ông là cỗ máy Van der Graaf. Thì hiện nay thì trên thế giới chúng ta rất nhiều những cỗ máy này là chủ yếu là nó đặt tại các bảo tàng khoa học. Và về các trường học thì sẽ có những cỗ máy này nhưng mà ở cái size nó sẽ nhỏ hơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem là một cỗ máy Van der Graaf này nó hoạt động tạo ra cho chúng ta những gì. Em xin khởi động lên. Mọi người có nghe âm thanh không ạ? Vâng, khi nó hoạt động thì sẽ có một động cơ bên trong giúp cho nó ma sát để tạo ra điện, giống như cơ chế bắt đầu nói. Vậy thì khi nó có điện rồi thì làm sao chúng ta nhận ra được cái điện này? Em xin phép đứng gần hơn một chút, mọi người cùng xem được nhé. Em sẽ đứng gần hơn với cỗ máy này một chút. Và khi chúng ta đứng gần hơn như thế này thì mọi người thấy cái gì ạ? Chính cái cỗ máy này đã tác dụng một cái lực hút lên những sợi tóc của em và đã làm cho những sợi tóc của em dựng lên và hút trực tiếp vào quả cầu này. Và điều đó chứng tỏ là quả cầu chúng ta đã có điện. Vâng, và cái điện này thì thật sự là em có một cách nữa để mọi người chúng ta có thêm cái sự trải nghiệm thú vị hơn. Đó là em sẽ mời một anh chị nào đó chúng ta trực tiếp lên sân khấu này và chúng ta chỉ chúng ta trực tiếp chạm tay vào quả cầu này để trải nghiệm điều này nhé. Vâng, có điện mà. Rồi em mời chị đi. Em thấy chị giơ tay đầu tiên, xin mời chị lên đây ạ. Vâng, để cho em hỏi chị tên gì để em dễ xưng hô ạ. Vâng, dạ vâng, em mời chị Hà mình sẽ lên vị trí này. Mọi người cứ mang nhé, không sao. Dạ. Chị sẽ bước lên vị trí này đúng không ạ? Vâng. Nếu như có vấn đề gì thì báo tin cho anh. Dạ. Rồi, vâng. Bây giờ em sẽ mời chị Hà, chị thử đặt hai tay của mình chạm vào quả cầu này thử xem ạ. Có cảm giác gì xảy ra không ạ? Vâng, chị có cảm nhận gì không ạ? Dạ vâng, hiện tại thì như mọi người thấy á, em chưa khởi động lên. Cỗ máy này nó chưa phát âm thanh, chúng ta chưa hoạt động. Và khi chưa hoạt động chúng ta chạm tay vào thì chưa có cái hiện tượng gì xảy ra và cũng chưa có cảm nhận gì cả. Tuy nhiên khi mà em cho cỗ máy nó hoạt động á, thì bản thân chị Hà sẽ không nhận ra cái điều thay đổi đó. Nhưng mà chính mọi người phía dưới mọi người sẽ nhìn thấy là trên đây có sự thay đổi rồi. Và một yêu cầu trong quá trình chúng ta trải nghiệm cái máy này đó là chị sẽ giữ tay của mình chạm trực tiếp vào hai quả cầu này thì chúng ta sẽ không buông tay ra trong quá trình trải nghiệm này, được không ạ? Vâng, chị Hà đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng rồi, xin mọi người cho em chạm vào tay được không ạ? Rồi chúng ta cùng xem ngay bây giờ ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm về vị trí của chị Hà và xem thử có điều gì sẽ được thay đổi ở đây ạ. Mọi người thấy là hiện tại là em đã khởi động cỗ máy này lên và điện đang đi vào cơ thể của chị.
Và chính vì cái việc là cơ thể chúng ta nhiễm điện cho nên làm cho những sợi tóc của chúng ta cũng nhiễm điện, và điều đó làm cho những sợi tóc sẽ dựng lên. Và như mọi người quan sát ở đây ạ, em sẽ quay lại với chị Hà. Chị Hà ơi, chị có cảm nhận gì đối với cơ thể của mình không ạ? Dạ vâng, chị thấy là chị thấy tóc hơi rung rung. Bây giờ em sẽ mời chị cứ giữ tay như thế nhé. Chị có thể lắc quay tóc mình một chút ạ. Vâng, mọi người thấy là khi chúng ta lắc tóc thì những sợi tóc sẽ đung đưa theo, bởi vì nó đang dựng như thế. Và chị có thể giữ tay và chị quay xuống nhìn tất cả mọi người được ạ. Vâng, bây giờ chúng ta đã nhìn rõ hơn về cái hình ảnh đó là chị Hà với cái việc là đang nhiễm điện từ chính cổ máy này. Vậy thì quay lại thì em xin hỏi mọi người ạ, theo mọi người thì sau khi mà mái tóc bị dựng lên nhiều như thế, chúng ta nên làm như thế nào để đưa mái tóc bị trở lại vào trạng thái ban đầu ạ? Bây giờ em sẽ tắt cổ máy này đi. Vâng, bây giờ em sẽ quay lại với chị. Em mời chị mình sẽ buông hai tay và đứng yên tại vị trí như thế này. Mọi người chúng ta hãy cùng nhìn ngắm về vị trí của chị Hà. Mọi người xem thử là mái tóc của chị như thế nào ạ? Vẫn đứng như thường. Vâng, hiện tại là vẫn dựng lên rất là nhiều. Điều đó cho thấy là hiện tại bên trong cơ thể của chị vẫn không đang có điện. Và cái điện này nó vẫn chưa đi đâu cả, vẫn còn ở đó. Và nếu như bây giờ chúng ta đi lên sân khấu này chạm tay trực tiếp vào người chị á, chúng ta và chị sẽ là người bị giật điện. Hai người sẽ cùng nhau bị giật điện. Tại vì sẽ có sự chênh lệch điện áp giữa hai người với nhau. Và bây giờ thì em sẽ mời chị Hà, chị thử bước xuống mặt đất xem ạ. Đúng bình thường và mong sao đó. Vâng, mọi người thấy là ngay sau khi chị bước xuống thì mái tóc sẽ lập tức trở lại với trạng thái ban đầu. Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn chị Hà với trải nghiệm này. Vâng, mọi người thấy là một cái máy như thế này họ đem đến cho chúng ta một trải nghiệm là làm cho mái tóc dựng lên. Vâng, và mọi người thấy là chị Hà chạm tay vào đây không có một cái biểu hiện gì cả, và quay lại với cái máy này thì thật sự